đọc vào tàu gặp đá giữa dòng sông nha. Kiếm trực thăng xuống. Đó, phải... này lũ lũ lụt miền Trung đấy. Đó, giờ phải múc nước ra nè, đó thấy chưa? Lũ lụt miền Trung đó. Đã đến bờ tự do rồi, mọi người cảm giác như thế nào? Mai tụi con xuống đó, cho nên định ấy, để bác vớt rồi cái xào lên rồi chưa chưa tụi con đi xuống con mặt e là mặt mày đã lôi lúc rồi trộm lên xong rồi nó sẽ nổi lên xong rồi bớt lại. Tỏi xả vô cho thơm nha. Trời thật luôn. Mua ở ngoài chợ đông đá về đâu có thịt nhiều như vậy đâu. Đây là bao tươi bao ngọt luôn. Bỏ chút đường. Chút muối. Tiêu. Này có bột nêm này ngon lắm nè nha cả nhà. Ở Hàn Quốc. Chút bột nêm nha. Xong rồi nêm lại. Thơm phức. Chút nước mắm nha. Thank you.
chính này nha. Giờ mình bỏ rau răm vô cho nó thơm. Này có rau răm nhiêu là thơm lắm luôn. Trộn sơ, tắt lửa là ăn được thôi. Này cần phải có đậu phộng mà phải giả bằng lon sữa bò. Rồi hoàn thành cho lên dĩa. Múc dĩa dài nè. Thưởng thức. Miếng đậu phộng để ăn tráng. Ăn tiếng xíu nước mắm. Em ăn kiểu ấy chứ không có xúc. Ngon quá mà. Hến con nào con nấy mập. Thịt ngọt lắm. Ngon. Để bắt nữa không? Để cho nó lớn vài tháng nữa đi bắt tiếp. Mời cả nhà cùng ăn với em nha. Cảm ơn cả nhà đã coi clip của em nha. Mọi người nhớ bấm sub, like, share và nhớ bấm chuông nha cả nhà. Cảm ơn, tạm biệt.